Em chào hai chị nha. Dạ vâng, hai chị có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết hai chị tên là gì và đến từ đâu? Em tên là Lê Thị Linh, đến từ từ mà Long An, Vĩnh Hưng. Dạ, còn chị gái? Ở xã Bình Mỹ. Chị Em chào anh, em ở xã Bình Mỹ, ở ngã ba Bình Mỹ, ở tổ 5, ấp Dạ. 6B. Chị tên gì ha? Em Lê Thị Diễm. Dạ, hôm nay hai chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Con nhỏ cháu nó bữa 15 tây 3 giờ sáng nó tự nhiên cái nó đi mất tiêu rồi, nhờ anh lên đội À, hiệp sĩ giúp giùm. dạ là tìm con đúng không Dạ tìm ạ? con À, chị đây là như thế nào với lại bé? Chị gì gì? nó ở nãy mần trên này với gì. À, còn đây là mẹ. Dạ Con nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? dạ 16. 16 tuổi. Dạ Bỏ đi ngày nào? ngày 15. 15 là ngày hôm qua. Dạ đúng rồi, Bỏ đi với ai? bỏ đi với mà con trai đó cũng là 24 tuổi. À, đi với người yêu. Dạ mà nó nói là nó không có rước, mà bằng đêm nhiều khi nó đi hằng này không hay, nhưng mà phải có người rước nó. À, chị cho em hỏi này. À, con gái nhà mình quen với bạn trai lâu chưa? Quen chừng 1 tháng à. 1 tháng. Đằng này hay là mới có 1 tháng Đằng à? này em hay là 1 tháng nó có về nhà em chơi mấy ngày rồi đó là. Vậy là trước đó là mình không biết. Dạ Mình không. nói chung là mình chưa biết là quen chính xác là bao lâu rồi. Dạ. Mình chỉ biết cách đây là được 1 tháng thôi. Dạ. Cái người bạn trai của con gái nhà mình đã về nhà mình chưa? Đã về rồi, nó về nhà em chơi là 3 ngày lễ, ngày 2 tháng 9 đó. Đó Chơi ba là ngày. em nói vậy đó, là tụi em á là cũng không có chịu, tại vì á là thấy nó cũng không có xứng với con em, tại vì á là nó lớn tuổi quá đi, con em mới 16 à, em không có cho quen. Rồi em nói với con em là không có cho quen, quen vậy là nói còn nhỏ quá. Dạ. Rồi nên giờ là để nó mình với cho chị nó với chị nó. Rồi chừng nào đủ tuổi đi rồi mới tính tới chuyện hôn nhân, chứ giờ không cho rồi cái con trai đó đó là nói là kêu nó là bỏ đi với nó đi, tại vì gia đình không thương nó. Đó. À, cái người bạn trai là xúi con gái nhà mình á? Dạ. Xúi sao? Chứ là bỏ đi mà với nó đi. Chứ mà trong gia đình không ai thương em, trong gia đình em bây giờ là anh nói vậy đó. Tức là người thanh niên đấy gieo vào đầu con gái nhà mình. Dạ Đúng ạ. Con gái nhà mình lúc ở với gia đình nhà mình là làm công việc gì? dạ làm công Đi ty, mai với chị đó, nó đi đi mai với chị nó phụ nè. với chị nữa, đi À, mai làm công ty dạ ha. Ở đấy là ở nhà hay ở trọ? ở trọ, Hai chị em ở chung. hai chị em ở chung. Có bà con ruột thịt gì ở trên đấy không? Có dì ba nè, ở sát Là bên cụ thể nè, là ở ở đâu? Ở Long An hay ở Bình Dương? ở Bình ở Bình Dương, Dương, ở bây bên giờ hiện tại ngã nó ba ở Bình Bình Mỹ Dương, là nó ở ngã thành ba phố Bình mới, Mỹ. ngay ngã ba Bình Mỹ không, ở đằng này thì ở ngay ngã ba Bình Mỹ, còn là Xã bạn Bình trai Mỹ. nó, bên bạn trai nó là ở bên thành phố Mới Bình mới Dương. Bình Dương. Vậy cái người thanh niên đấy có hay tới phòng trọ của con gái nhà mình không? Có Tới hàng tới ngày ạ. hoài luôn, mỗi ngày là nó mỗi rước đi ăn đi mà uống gì đó, rồi 8 9 10 giờ gì đó nó đưa về Vậy ngày lúc đấy nào là gì có biết không? biết thấy thôi, chứ không có biết cái thằng lo, thằng lo, biết nó quen cái thằng đó thôi, nó không có lợi nhà mình, nó lợi phòng trọ cháu mình biết nó quen thằng đó vậy thôi, rồi đi chở đi chùa rồi nữa là mình kỹ. Nhưng Vậy nói chung là chở đi ăn đi uống đi trà sữa đi cà phê đi dạo, nói chung đại dạ khái là vậy dạ ha. Con gái nhà mình quen cái người thanh niên này trong cái hoàn cảnh nào, trong cái cơ duyên nào? ở trong Facebook á, Trên mạng đúng đúng không? rồi trên mạng Cái người thanh niên đấy theo như chị đánh giá thì người thanh niên đấy như thế nào? thì cái người thanh niên đó nói mình không biết nói kiểu làm sao mà thấy xăm mình dữ lắm, Xăm bích người không? xăm bích người mà xăm chỗ này luôn, rồi xăm ở trên Wow. đây nữa. Xăm mặt luôn hả? Dạ Hay người ta làm thợ xăm? không 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 có, phải. nó bữa hổm thì làm dao gà quay vịt quay, À, ra vào rồi canh bị quay ha. nói chung là chị là mẹ của cái người đó đó, thanh niên đó đó là nói với em hồi hôm qua là nói là À. em nói thiệt với chị luôn là nó có vợ 2 đứa con rồi Trời đất ơi. hai năm mà vợ nó bỏ đi là năm vợ bỏ đi nay. 2 năm nay rồi là không có gửi cho chị đồng bạc nào hết trơn Vậy á. là cái thanh niên mà đang quen con gái nhà mình hiện nay Dạ đã có gia đình và có 2 con. dạ rồi đó là bây giờ đó là chị gửi 2 đứa nhỏ đó đó là về quê cho ông nội nó giữ rồi, còn chỉ trên tay mần là Nhìn con gái nhà mình rất là dễ thương mà tại sao lại đi quen cái thanh niên kia kỳ vậy? thì bởi vì em cũng không biết, Thằng kia nó quá cũng lớn là tuổi còn rồi. nhỏ, Đẹp nó trai còn không? Thanh niên bộ kia nhìn mặt mũi có cũng sáng sủa được, đẹp trai cũng không? sáng sủa cũng được, con Có cao ráo chịu ăn chịu chơi chịu chi tiêu không? cũng chịu, cái đó cũng chịu Có chịu lo chi cho con gái nhà mình nhiều không?
không biết, cái đó em không có biết, nhưng mà lúc em biết nó hen là em chỉ lo cho nó thôi, chứ ô nó lo cho con cái em gái em đó. Mình phải lo cho cái thanh niên này á? Đúng, hồi lúc em mới biết là em phải lo cho nó, là cho nó tiền ăn sáng nè, cho nó tiền đổ xăng nè, tại vì nó nói không có tiền rồi, không, nó không có xin, nhưng mà con nhỏ con gái em xin thôi. Lúc đấy là thanh niên này với con gái nhà mình là ở chung hả? Không có chung, ở riêng, mà nói con gái em nói là nó ở dưới dạ cầu á. Dạ cầu là gì ta? Ở dưới, cũng như nó ở dưới chân cầu á. À, ở gầm cầu. Dạ. Mình tắt cái nhạc giúp em nha. Mà nó không có, mà về với chị, nó không có về với gia đình. À. Kia điện thoại, kia điện thoại kia không? Ai vậy? Anh hai, anh ba. Alo. Ba thằng rồi. Gọi anh đi. Vậy là khi mà mình biết được cái thông tin như vậy thì cảm giác của bản thân chị là mẹ thì lúc đó chị sợ điều gì, chị lo điều gì? Em sợ là con em là cũng như là đi, bỏ nhà đi theo nó đó. Cái trường hợp như thanh niên này đúng không ạ? Một người thanh niên như chị chia sẻ, em không có phải nói xăm mình là xấu hay là không xấu. Dạ. Nha, xăm mình có người xăm rất đầy mình nhưng mà rất tử tế đàng hoàng. Đúng rồi. Có người không xăm nhưng lại rất lưu manh. Dạ. Nên cái hình thức xăm mình, mình không có đánh giá được con người. Đúng rồi. Bề ngoài mình không có đánh giá được. Nhưng trong cái câu chuyện của gia đình nhà mình thì cái thanh niên này mới quen con gái nhà mình đúng không ạ? Mà đầu tiên là xúi giục con gái nhà mình đã bỏ gia đình đi. Dạ. Là cái người thanh niên này là thứ nhất là không tốt rồi. Cái điều thứ hai mà thanh niên gì mà mới quen bạn gái mà để cho mẹ của bạn gái phải cho tiền rồi lo cái này thế kia, và tới giờ phút này thì con gái gọi là mất tiêu ở đâu rồi? Dạ đúng rồi. Chưa hay mà hô là em mới lên á, thì cũng như là sáng nay em lên, là bữa giờ em lên là hồi tối là nó trốn đi mất tiêu rồi. Con gái nhà mình năm nay 16 tuổi. Dạ. Là nó hôm là con gái em nó trốn đi mất tiêu. Cái sự việc này gia đình nhà mình trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ trình báo rồi á. Báo rồi ha. Dạ con em trình báo rồi. Dạ. Trên cái video này chị có điều gì muốn nói với con gái của mình không? Em mời muốn chị. Là mong mà con em á về với gia đình. Gọi tên con nói đi. Ngân. Em nói được đâu. Ngân quay về với mẹ nè. Có với gì ba nè. Mẹ mong lắm. Cha buồn lắm. Mẹ buồn cha, lắm. Nó dưới luôn rồi. Cha có về không? Cho là quay ta con có chặt. Có cái gì cũng tha thứ hết. Là ta không có quánh con đâu. Về có gì ba không ai dám quánh hết á. Về đi mẹ không quánh con đâu. Cha mẹ ai cũng thương hết á. Chị em anh em không ai dám quánh đâu. Dì ba lên tiếng mà dám quánh. Mong con về với làm con với chị con ơi, thôi. Mình có điều nào muốn gửi tới cái thanh niên mà dẫn con gái nhà mình đi không? Dạ em mong là thằng hơn đó, tân tân hơn. Cho cơ hội 3 ngày. Dạ cho con cơ hội 3 ngày phải đưa Thiên Ngân. Nếu về. Không dẫn con gái nhà mình về thì chắc chắn là cái thanh niên này sẽ chịu một khung hình phạt rất là lớn trước pháp luật. Bởi vì bé mới 16 tuổi. Đúng không ạ? Dạ. Mình nói đây thôi, Ngân á thì con thương Ngân thì con đưa về gia đình không ai không có làm dễ. Đó. Miễn con thương con chấp nhận thương thì con đưa về đi, rồi con đợi nó đúng 18 tuổi á. Thì thằng này người ta cũng không ghét bỏ gì con, cũng tới lui hoài chứ người ta không phải cấm. Mà tại con á thì đằng này á tới lui hoài, người ta thấy nhà trọ thì ta phải cười, người ta sầm xì. Rồi người ta nói thì đằng này nói vậy thôi chứ người ta không có cấm cán gì hết á. Đằng này ta cũng dễ thôi, con đưa cho Ngân nó về đi. Để cha mẹ nó buồn rồi về thì con nói nó đi chơi với bạn ở đâu á con không biết, chị người ta cũng khí chế cho con chứ đằng này người ta cũng không có làm phiền, không có làm dễ chứ còn con mà cố chấp quá thì đằng này người ta làm khó đó. Nó vậy đó, trong vòng 3 ngày con phải đưa về chứ còn không là tao đằng này tao báo công an á, tao bắt là có phạt có gì. Nếu mà cái thanh niên này gây ra một cái hậu quả thì nặng nề với con gái nhà mình thì chắc chắn rằng cái thanh niên này sẽ chịu một cái khung hình phạt rất là lớn, bởi vì con gái nhà mình mới 16 tuổi. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và hy vọng rằng video này khi mà đăng tải lên, con gái có xem được cái video này thì con này nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình, bởi vì con năm nay 16 tuổi. Con chưa từng biết ngoài đời, ngoài xã hội, con chưa từng va chạm. Và đặc biệt hơn nữa, con là con gái, ngoại hình nhìn rất dễ thương. Tới giờ phút này thì khả năng có thể con sẽ bị xảy ra là sẽ bị gọi là thanh niên này cũng như là một số người xấu sẽ gọi là dụ dỗ hoặc là ép buộc con làm những công việc không lành mạnh, vi phạm pháp luật. Bởi vì trong thời gian vừa qua, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều các bé gái tuổi đời còn rất nhỏ đã bị đưa vào làm các quán karaoke, massage, kích dục, cà phê chòi, trá hình rất là nhiều. Rồi cho bé lại đi, để cho bé được ra. Lại đi bà ngoại đi, lại đi con. Nha, mình trật tự nha. Nên mà hy vọng rằng con gái đủ tỉnh táo nhận thức để mà sớm quay trở về. Còn trường hợp nếu mà thanh niên mà quen con gái nhà người ta, nếu mình đúng một người đàn ông, mình chỉnh chạc đàng hoàng trưởng thành, mình quen gái người ta mình phải có trách nhiệm. Trước tiên là cha mẹ của bé, sinh bé và nuôi bé lớn thì mình phải gọi là đến xin phép cha mẹ được sự đồng ý và
gọi là chấp thuận của cha mẹ thì mình mới 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 đưa con gái ta đi. Mình phải xin phép, mình yêu thương thì mình phải xin phép đàng hoàng lịch sự. Bữa đó đúng nó không? Qua bên đây nó chơi một bữa, nó ở dưới em ở dưới quê á, nó xin em á là cho nó rước Thiên Ngân đi bển chơi cho mẹ nó nấu ăn gì đó, em cũng cho đi. Cho đi xong rồi qua bển là chỉ nói là nó chơi có chút xíu à là nó về về rồi á là hai đứa đi nhậu luôn. Trời đất ơi. Đó, nó chở nhỏ này nhậu ở đâu dưới gầm cầu á. Rồi về em hỏi nhỏ này nó nhậu với cầm cầu mà nó xỉn rồi, cái em la nó, em nói nó vậy đó, là bắt đầu là nó mới xúi nhỏ này là bỏ nhà đi đó. Con nhà mình học hết lớp mấy ạ? Nhà mình học đó hết lớp 7. Lớp 7 hả? Dạ. Thôi thì nói chung thì cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội cũng như là đi tìm kiếm thông tin manh mối con gái nhà mình. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ tìm thấy con gái nhà mình về với gia đình. Thì hai chị, toàn bộ câu chuyện hai chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu có gì sai trái? Nếu gì sai trái em chịu trách nhiệm với pháp luật. Hai chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Mình suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ, em mong mấy anh hiệp sĩ giúp em cứ kiếm được, tìm kiếm con gái em về cho gia đình toàn tụ. Dạ rồi, cuối video này em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc tất cả gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất tin vui là con gái nhà mình sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ. Dạ, nó có đeo kính nữa đó nha. Dạ rồi, em xin phép chào anh trai nha. Dạ vâng, anh trai có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết anh trai tên là gì và đến từ đâu? Dạ, mình tên Phạm Thanh Sang. Dạ, mình nói lớn lên anh trai ha. Dạ, ấp 17, xã Dân Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu ha. Dạ, đúng. Hôm nay anh trai về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, em đi tìm con em á. Tìm con? Dạ. Con gái nhà mình tên là gì anh trai? Phạm Thị Mộng Kiều ạ. Phạm Thị Mộng Kiều. Dạ, đúng. Con gái nhà mình bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, 19 tuổi á. Bỏ đi ngày nào ạ? Dạ, thứ hai tuần trước. Thứ hai tuần trước là vào ngày mấy anh trai ha? Hôm nay là thứ mấy rồi ta? Dạ bữa nay là thứ tư hả? Thứ ba. Anh này thứ ba. Dạ cũng hơn một tuần. Thứ tư tuần trước hả? Vậy là ngày mai. Thứ hai tuần. À đúng rồi, vậy là hôm qua là được một tuần. Dạ đúng. Dạ. Khi đi thì con gái nhà mình có đem theo quần áo hay là tiền bạc phương tiện gì không? Dạ một cái bóp nhỏ với một chiếc xe Vario. Xe Vario. Dạ. Biển số bao nhiêu anh trai? Dạ để em coi em mới biết nhớ. Dạ rồi anh xem đi. Mình không nhớ à? Không nhớ rồi, không sao đâu. Tí nữa anh em cập nhật tin tức sau nhá. Dạ. Xe đấy là xe của ai, là chủ sở hữu anh trai? Dạ của vợ em. Của vợ ha, bà xã anh ha. Dạ đúng. Lúc con gái bỏ đi là bỏ đi ở đâu? Dạ nghe nói là nghe bạn của con gái kể lại là đi Tây Ninh. Đi Tây Ninh? Dạ. Không, lúc con gái bỏ đi là bỏ đi ở tỉnh nào á? Lúc đó đang ở Phước Thái. Ở Bạc Liêu hay là ở đâu? Ở trên này đang làm việc. Dạ, ở Bình Dương. Ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Dạ. Còn anh thì ở đâu? Hiện tại giờ là ở Hiền Đức, Long Thành, Đồng Nai. Tức là anh có ở gần con gái anh không? Dạ có, cũng gần gần cách cỡ 2 cây. Nhưng mà khác trọ hả? Dạ đúng. Con gái lên đấy ở với ai? Ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại trên đấy? Dạ. Bà xã anh đâu? Sao hôm nay không về đây cùng với anh? Dạ bà xã đi lao động nước ngoài. À. Bà xã có biết tin con nhà mình bỏ đi chưa? Dạ mất biết rồi. Biết rồi đúng không? Vậy là một tuần trời nay là anh không có tin tức gì về con? Dạ có liên lạc mà qua số điện thoại mà một nam thanh niên bắt máy với con em không được nghe máy. Có mối quan hệ bạn bè của con nhà mình anh có biết không? Dạ không, mới biết được 3 ngày nay thôi ạ. 3 ngày nay? Dạ. Con nhà mình có bạn trai chưa? Dạ con em thì lúc trước thì em thấy trên Facebook có đăng một hình bạn trai, tới sau này là không có nữa. Không có nữa? Dạ. Lần này đi anh nghi ngờ con nhà mình đi vì lý do gì? Dạ em nghi bị người ta dụ bắt con em đó. Người ta dụ? Dạ. Hay là con gái nhà mình có chơi các trang mạng không? Dạ có TikTok, Facebook. Ồ, chơi nhiều không anh trai? Dạ cũng nhiều ạ. Vậy là theo như anh, lần này con gái nhà mình đi là bỏ đi là đi theo bạn trai?
hay dạ, sao? Dạ đúng, đi theo bạn. Bởi vì em nghe kể là bạn của con của em là lúc đi, khi đi á, là có nói với bé đó là con em đi Tây Ninh chơi. Nhưng mà trong khi đi đó hứa đi sáng đi chiều về, nhưng mà đi mấy ngày không về. Trước kia là con có đi lần nào như vậy chưa? Dạ chưa. Chưa ha. Dạ. Lần này lần đầu. Dạ đúng. Vậy là con gái ở đây với ông bà ngoại. Dạ đúng. Sao mình không ở chung nhà luôn? Em thì có gia đình rồi, em không ở chung. Dạ. Bây giờ chồng em là chia tay rồi. À. Dạ, em có gia đình khác rồi. Tức là anh cũng như mẹ của bé đã gọi là thôi rồi đúng không? Dạ đúng. Mọi người có một cuộc sống mới rồi đúng không? Dạ đúng. Vậy là khi ra tòa là ai là quyền nuôi con? Mẹ. À. Vậy là ai là người báo tin cho anh là con gái nhà mình bỏ đi? Dạ bé bạn con em hàng xóm. Mẹ của bé không hề báo tin cho anh mà chỉ là bạn bè của bé báo tin. À, đúng. Ông bà ngoại gọi là ba mẹ vợ cũ của anh có báo tin không? Dạ không, tới sau này em nhận được thông tin này em mới qua em mới hỏi rồi ba mẹ em mới nói thật. À. Vậy là ban đầu là ba mẹ vợ giấu hả? Dạ đúng. Nhưng mà lý do gì mà lại giấu hả? Em cũng không hiểu lý do. Không hiểu ha. Dạ. Dù sao đi nữa thì mình cũng làm cha, cũng là con của mình mà. Mình dạ. cũng phải có trách nhiệm mình đi tìm. Mặc dù năm nay thì con gái nhà mình 19 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Anh có liên lạc với lại bà xã cũ không? Dạ không ạ. Không ha. Tức là mình có báo cái tin này chưa? Dạ em mới báo, em mới liên lạc đây. Bà xã nói sao rồi? Bà xã cũng đồng ý việc làm của em. Bây giờ anh có liên lạc với bà xã không ha? Dạ. Có gọi được không? Dạ có. Dạ anh gọi giùm em với. Dạ. Nha. Tại vì quyền nuôi con là của bà xã, nhưng mà thôi mình cứ báo tin một tiếng đi, mình cứ làm cho hợp tình hợp lý đi ha. Dạ. Anh mở loa ngoài cho giúp em nha. Dạ. Anh cầm máy luôn đi. Alo. Dạ alo. Dạ alo. À chị ơi. Chị hôm nay tức là ba của bé, tức là chồng cũ của chị có về đây nhờ anh em hiệp sĩ với Thanh Hải đi tìm con mình á, thì mình có đồng ý không? Tức là anh em ở đây là giúp miễn phí chị nha, giúp mọi người là miễn phí. Chị có điều nào chị muốn nói cho con gái mình về không? Chị nói đi. Dạ, nói chung là em thì cũng ở xa, không ở gần. Con đi vậy thì em cũng mất liên lạc rồi, cũng mất lực hết. Tại vì em cũng có ra nhờ công an, nhưng mà công an không có lý do nào để dằn cuộc được hết. Mình chị là đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ đang ở Đài Loan anh. Ở Đài Loan ha. Dạ. Mình có lời gì mình nói. Chị, mình có lời gì mình nói cho con nó về không? Mình nói với con đi, mình tâm sự với con đi. Dạ, em cũng gọi. Ý của em là chị gọi tên con ra, chị nói với con, nói chuyện với con đi cho con nó nghe được nó về á. Yeah. Khóc cái gì rồi, khóc rồi. Thôi chị ở bên Đài Loan chị cứ bình tĩnh nha. Bên Việt Nam thì anh em sẽ giúp cho nhá chị nha. Rồi xin phép chào chị nha. Chúc chị sức khỏe. Dạ chúc chị sức khỏe. Rồi anh trai tắt đi, chị xúc động. Vậy là trong một tuần qua đó là anh đi tìm ở đâu rồi? Dạ em chưa có đi tìm, em chỉ liên lạc qua số điện thoại. Không được ha. Dạ em có mới ngày hôm qua mới gọi. Có bao giờ mà con gái mình nghe máy không? Có. Có nói gì không? Có nói cha ơi con bị bắt cóc rồi, cha ơi cứu con về. Nói như vậy luôn hả? Nói với một cái tinh thần là hoảng hốt hay sao? Tâm trạng dạ, hoảng hốt nhiều, à? Nhiều lúc là như hoảng hốt chứ. Oh, mình có ghi âm cuộc gọi đấy lại không? Dạ có. Vậy tí anh cho em mượn cái ghi âm đấy em nghe xem như thế nào ha. Cụ thể là ngày nào?
hôm qua hay hôm kia? Dạ cũng mấy ngày. Mấy ngày? Sao mình lên trễ vậy? Mới đêm hôm này cũng có cuộc gọi. Gọi nói sao? Nói là con đi đâu rồi, giờ là con ở đâu. Giờ là lúc trước thì nó đi Tây Ninh, bây giờ nó ở Sài Gòn. Giờ là chuyển hướng đi Sài Gòn rồi. Nói giờ cho mở mạng lên cho cha. Tây Ninh có cửa khẩu đấy. Dạ đúng. Mở mạng cho cha nó không mở. Sao lúc đấy anh không kêu bé dụ dụ nói với bé là chia sẻ cái vị trí? Chắc dạ, khó à? Dạ em sợ là con em không có cơ hội. Có người khống chế hoặc có người giữ điện thoại rồi. Dạ đúng. Có người giữ. Vì mỗi khi em điện em nhắn tin là em điện là người khác bấm máy không ạ? Con em không được cầm điện thoại. Vậy là tới giờ phút này anh rất lo con gái anh sẽ gặp gọi là mọi điều không tốt. Dạ đúng. Trên cái video này anh có điều gì tâm sự với con không anh nói đi. Dạ có. Nói cho con đi. Ông Kiều à, nếu mà con có nghe được cái thông tin này á thì con mau nhanh chóng mà để tìm cách về bên gia đình, bên cha mẹ. Bây giờ cha mẹ với ông bà ngoại rồi các cô các chú rất là lo cho con. Con có nghe được thì con gắng cố gắng về gặp cha và gia đình cho con. Thật sự rất buồn trong thời gian vừa qua. Rất nhiều các em tuổi đời từ 18, 19, 13, 14, thậm chí rất nhiều em trưởng thành 21, 22, 25 đã bỏ nhà đi rất nhiều nguyên nhân và lý do. Nhiều em sập bẫy các đối tượng trên các trang mạng xã hội. Các em gọi là đam mê trên mạng xã hội và bị lời ngon tiếng ngọt, bị cám dỗ anh. Yeah. Bị dụ dỗ đi rất nhiều, nhiều em gặp cái kết rất là đắng. Hy vọng rằng con gái nhà mình chưa gặp những cái kết gọi là đắng chát. Hy vọng rằng con gái nhà mình đang ở đâu đó, ở khu vực Sài Gòn hoặc như anh chia sẻ là Tây Ninh hoặc là các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương đồ này kia. Yeah, em cũng hy vọng là như... Hy vọng một hai ngày tới con gái sẽ về. Yeah. Thì nếu cô chú anh chị xem video này thấy em gái, bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Còn nếu như trường hợp mà bé gái có xem được cái video này, nếu như cái cuộc chia sẻ của ba của bé mà chia sẻ là bé bị ai đó đang giữ hoặc là không cho về thì bé hãy tìm đủ mọi cách để liên hệ với các chú của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách có hướng để đưa con gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu như trường hợp mà con mải mê rong chơi ham chơi hoặc là giận hờn ai đó trong gia đình thì hy vọng rằng con gái đủ tỉnh táo nhận thức để mà sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì cái sự việc thông tin của gia đình nhà mình nhờ giúp đỡ thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình nhà mình anh trai nhá. Yeah. Thì anh trai có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ yeah, đồng ý. Toàn bộ câu chuyện anh chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ yeah, đúng. Rồi. Thì cuối video em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt là con gái nhà mình quay trở về một ngày gần nhất nhá. Dạ yeah, em cảm ơn. Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nhá. Dạ vâng, chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị gái tên là gì và đến từ đâu? Em ở từ Bình Dương. Chị quê quán ở đâu ha? Em quê quán em ở Chợ Mới, An Giang. Ở An Giang ha. Hôm nay chị về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Đỡ tìm kiếm bé đang đi học mà nó đi bỏ nhà đi bữa. Tìm con? Dạ. Con gái nhà mình tên là gì? Phan Đặng Thí Quỳnh. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Bé năm nay 14 tuổi. 14 tuổi. Chưa. Bé bỏ đi ngày nào? Bữa thứ 6 ngày 14. Thứ 6 ngày 14. Hôm nay đã là ngày 19 rồi. 3 ngày rồi. Con gái nhà mình còn đi học không? Đang đi học, bé đang đi học. Đang học lớp mấy ạ? Lớp 9. Bé đang đi học lớp 9. Học lớp 9 ha. Dạ. Học ở đâu chị ha? Ở xã Tân Hạnh, ở Bình Dương. Tân Hạnh là ở Đồng Nai? Dạ, Đồng Nai. Đồng Nai hay Bình Dương ạ? Dạ, Đồng Nai, Bình Dương. Đồng Nai đúng không? Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Trước giờ là con gái nhà mình ở với ai? Ở với ông nội, bà nội. Không ở cùng cha mẹ? Dạ không. Sao thế? Tại vì cha mẹ chia tay. À, cha mẹ ly dị. Vậy rồi là ly dị lâu chưa chị ha? Cũng mười mấy năm. Mười mấy năm. Vậy là quyền nuôi con là thuộc về chồng? Dạ. Thuộc về ông xã của chị đúng không ạ? Hay dạ, sao? Ông nội bà nội.
Ồ, thuộc về ông nội bà nội là sao? Tại vì ba ở chung với ông nội bà nội À rồi. đúng rồi, thì thuộc về chồng đấy nhá. Thì sao chị biết được cái tin con nhà mình bỏ đi? Ai là người báo tin? Có nhỏ em có cô ba cũng ở chung nhà luôn á. Cô ba là bên chồng Dạ bên chồng nhưng mà ở chung nhà luôn. báo tin cho chị là con gái mình bỏ đi. Dạ. Chị có hay đến thăm con không? Dạ đi tuần nào cũng ra cũng cho tiền bé đi học vậy đó. Tuần nào cũng ra thăm. Dạ tuần nào cũng ra thăm Mỗi tiền lần bé. mà chị ra thăm thì bé có cảm thấy vui hạnh phúc không? Nó không có ấy gì hết trơn, nó vui nó xin tiền rồi đi học vậy đó. Mình có ở gần chỗ con mình không? Dạ gần ở đó em ở bên Bình Thung em chạy ra đó Bình cũng Thung chỗ chùa Châu Thới. rồi. Dạ đúng rồi. Chùa Châu Thới lên Tân Hạnh thì cũng gần mà đâu xa. Dạ cũng gần cũng mấy cây số. Vậy là cứ cuối tuần là mình qua nhà nội mình Dạ thăm. dạ Cho em hỏi là ông xã đâu, sao không đi tìm con với chị? dạ ông xã ổng ở tù mà. Vậy rồi là bây giờ là con là ở với ông bà nội và gia đình bên nội chăm Dạ ha. dạ Tình trạng học lực của bé có được tốt không? bé thấy bé nó bình thường nó không có gì trơn, chiều đó nó thôi đi học là nó đi luôn. Đi học là đi luôn. Dạ Trường học có gần nhà không ha? dạ gần 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 ở ha. đó, từ đó xuống cũng 3 cây số. Trước giờ con gái nhà mình đã từng đi như vậy lần nào chưa? Có bữa trước nó đi hết một bữa à, về cũng ấy lắm, cũng là bé cũng bình thường à, Đi là lý do nguyên nhân gì con nhà mình đi? không có do như là bé đi chơi với bạn bè vậy đó. Đi lúc đấy lâu không? Cũng từng giờ rồi từng này nó là 2 tuần. Không, ý là đi được mấy ngày thì về. Bé bữa đó là bé đi là bữa chiều là sáng mà là cũng bé qua đi qua đêm vậy cũng 1 ngày. Qua đêm, lúc đó là đi về nhà bạn hay đi với ai? Hỏi bé thì bé nói bé đi lại nhà bạn. Vậy rồi là trong thời gian là gọi là đi từ hôm mùng 4 đúng không? Mùng 4 đúng không chị? Bữa nay nó cũng 5 ngày rồi. 5 ngày mình đi tìm kiếm con nơi nào rồi? Đi tìm vòng vòng Thủ Đức đồ ở dưới Sài Gòn là lại cũng đi tìm kiếm hết. Mình nghe thông tin ở Thủ Đức, Sài Gòn hay sao? Dạ. Em có thông tin thì về dưới Thủ Đức, bé có đi dưới Thủ Đức đó là em tìm kiếm hết. Không có chỗ nào mà em không Con nhà tìm. mình 14 tuổi, sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng chưa? Dạ có. Báo rồi đúng không? Dạ. Con nhà mình có xài điện thoại nhiều không? Dạ có thường xuyên là nó chơi điện thoại. Có lên các trang mạng xã hội không? Dạ không. Không ha. Đúng giờ hôm nay này, một là người cô hoặc là người thân nhất mà ở trực tiếp với bé hàng ngày về ở đây mới cung cấp đúng và đủ cái thông tin được. Bởi vì chị đâu có ở cùng đâu nên chị đâu có biết được cái thông tin chính xác đâu. Chị Em cũng có tới tới lui lui nhưng mà một tuần chị tới một lần, chị đâu biết được cuộc sống sinh hoạt của bé như thế nào. Đúng ạ, nên mà đôi khi cái thông tin chị chỉ biết mập mờ thôi, chưa có chính xác ha. Thì chị sợ nhất lần này con nhà mình đi vì lý do gì? em sợ nhất là sợ lừa gạt bán Con nhà sợ mình bé. theo như chị có phải là chị có sợ rằng con nhà mình do chơi các trang mạng xã hội nên bị các đối tượng dụ dỗ đi không? Có sợ điều đấy không? Dạ sợ. Trong thời gian vừa qua chị đã xem những video của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chưa? Dạ có con nhiều lắm. Có những video đấy thì chị có truyền đạt truyền tải gì cho con của chị không? Ô sao kỳ ạ? Rất nhiều video đăng lên cảnh báo tình trạng các bé gái tuổi đời dưới tuổi vị thành niên rất nhiều bỏ đi 13, 14, 12 Em tuổi. cho nó coi trong đó mà nó cứ không có coi, nó không Ý là tin. mình bắt bé xem thì bé không xem rồi, nhưng mà mình truyền đạt truyền mình nói lại để cho bé hiểu hơn. Bởi vì hiện nay ngoài đời, ngoài đường, ngoài xã hội rất nhiều cặp bẩy đang chờ sẵn và đặc biệt là những bé gái. Trên cái video này chị có điều gì chị muốn tâm sự với con chị để cho con chị về không? Chị nói đi. Có vài điều thôi. Chị nói đi, chị nói cho con về đi. Như nào? Sao thế, mình không nói được cái gì? Chị nhớ con Dạ nhớ nhưng mà đang xúc động quá. không? Thôi mình kìm lại để mình nói để con về nhá. Thế thì mình mẹ kiếm con hớm đây.
con mau về để với mẹ đi. Mẹ kiếm con hết trơn, chỗ nào mẹ cũng kiếm hết trơn, không có gặp con. À chỉ đó đâu, giờ thông tin con mẹ cũng đi tìm kiếm hết trơn, nửa đêm nữa hơn 11, 12 giờ mẹ cũng đi kiếm con. Con đâu nhanh về cho mẹ biết. Hy vọng rằng con gái xem được cái video này thấy mẹ của con về đây, nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương tìm con, thì con đang ở đâu đó hãy nhanh chóng quay trở về. Nếu con có gặp khúc mắc khó khăn hoặc là con buồn gia đình chuyện gì đó thì con cũng cứ quay trở về. Thứ nhất là đoàn tụ cùng với gia đình, thứ hai là tiếp tục con đường tới trường để mà đi học. Bởi vì hiện nay ngoài đời, ngoài đường, ngoài xã hội, con đặc biệt con là con gái, con chưa từng biết được rằng rất nhiều cạm bẫy cũng như rất nhiều đối tượng xấu sẽ lừa gạt cũng như là ép buộc con làm những công việc không lành mạnh. Nên hy vọng con đang ở đâu đó, con nghe xem được cái video này thì con hãy nhanh chóng quay trở về để mà đoàn tụ cùng với đại gia đình. Còn đối tượng nào hoặc thanh niên nào mà đang dụ dỗ hoặc là đã và đang có ý định xấu với bé thì nhanh chóng thả và đưa bé quay trở về nhà để mà bé tiếp tục cấp sách tới trường cũng như là đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu như mà các đối tượng vẫn cố tình ngoan cố mà làm một cái điều gì đó gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng với bé thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt rất là lớn, bởi vì bé mới 14 tuổi. Nếu mà gây một cái hậu quả nghiêm trọng với bé thì chắc chắn rằng là đi rất nhiều năm, bóc lịch rất nhiều cuốn. Thì hy vọng rằng những đối tượng này phải nhanh và luôn thả bé để bé quay trở về nhà. Thì chị còn điều nào chị chia sẻ là không? Giờ em cũng không biết nói gì, em muốn nhờ là còn mạng giúp giùm em kiếm bé được. Em xin hậu tạ. Hậu tạ là hậu tạ cộng đồng mạng đúng không ạ? Còn anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là giúp miễn phí. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị nào có thấy hình bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé quay trở về một cách an toàn nhất. Và đặc biệt là người mẹ, nếu cô chú anh chị nào biết được thông tin và đưa được bé quay trở về với lại gia đình, hoặc là biết được cái thông tin về bé liên hệ về với anh em của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì người mẹ sẽ hậu tạ. Chị hậu tạ bao nhiêu thì tùy tâm của chị với cái người đó chỉ thôi, còn anh em là giúp miễn phí nhá, không có nhận tiền bạc và không cần quà cáp ha. Rồi thì chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Chị đồng ý không? Dạ em đồng ý. Dạ rồi, cuối video này em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc chị nhiều sức khỏe, đặc biệt là chúc con gái của chị quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất để cho bé tiếp tục cấp sách tới trường như bao đứa trẻ khác chị ha. Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nha. Chị gái có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị tên là gì và đến từ đâu? Chị Tiết Mai, từ An Giang. An Giang ha. Hôm nay chị gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ việc gì? Nhờ tìm gái em, tại vì nhà có chuyện gì buồn trong gia đình, giờ nó bỏ đi, em không biết là nó đi đâu. À, con gái nhà mình tên là gì chị? Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? 13 tuổi. 13 tuổi. Sinh 2010. Dạ, bỏ nhà đi lâu chưa? 3 ngày, bữa 1 ngày 17. Lý do chính bỏ nhà đi vì điều gì? Không có lý do gì trơn, tại vì nhà đi mằn, về mằn mệt về thì nằm thấy con cũng mới kêu ăn cơm đàng hoàng tử tế rồi. Rồi tới 7 giờ, 7 giờ sao nó không có nhà. Trước giờ con nhà mình có bỏ đi như vậy không, chưa? Hôm nào cũng vậy, chưa từng bỏ đi. Mình nói chậm chậm thôi ha, mình nói từ thôi ha, bình tĩnh ha. Là trước giờ là con gái nhà mình chưa từng bỏ đi như vậy đúng không ạ? Đúng. Lần này là lần đầu tiên. Dạ. Yeah. Hiện tại chị cùng với con gái của nhà mình là hiện tại đang sinh sống và làm việc tại đâu? Nó mằng với anh ba nó sáng đưa chiều rước, mà tới bữa chủ nhật đó rồi nó nghỉ. Nghỉ ở nhà. Nghỉ ở nhà rồi tưởng đâu nó nghỉ ngơi. Và rồi tới tối là trời lúc trời mưa đó, tạnh mưa rồi nhà nào cũng đóng cửa. Rồi nó đi nào không hay. Là làm việc tại đâu ha? Không làm việc ở mà nghĩ với anh nó cũng không biết. Ồ, chị cũng không biết là không biết làm ở tỉnh nào luôn. Mặn ở đó anh ba nó biết, anh ba nó đưa lại đây nè. Ồ kìa, sao mình không hỏi hả? Không hỏi, tại vì chị cũng đi mặn. À, ông xã chị đâu sao không về đây tìm con? Thôi lâu rồi. À thôi rồi ha. Chị là mẹ đơn thân ha? Mẹ đơn thân. Lâu chưa chị? 2 năm rồi. 2 năm ha. Con gái nhà mình là trước kia là học hết lớp mấy? Lớp 3 nó nghỉ. Học hết lớp 3 là phải nghỉ hả? Ừ. Do điều kiện kinh tế không có hay kinh là như thế nào? Không có, eo hẹp quá, với cha nó đi vậy đó. Vậy thì là buồn. Từ lúc mà hai vợ chồng ly dị thì cũng là cái lúc mà con phải nghỉ học.
Nhưng mà lúc đấy mình có động viên con để cho con đi học không? Có. Nhưng mà nó thấy mẹ khổ quá, nó nghỉ học, nó đi làm phụ tiếp. Nhưng mà tuổi nhỏ làm gì giờ? Nó không cho đi làm, nó con nhà để mẹ nuôi cho. Rồi nó mằng được, mới có cái tháng này là tháng đầu tiên nó mằng lại lãnh lương đó, mà chưa có lãnh lương nó mằng. 13 tuổi. Mà không biết sợ, mà chị sợ nói là nó bị trúng vụ đi thôi. 13 tuổi mà phải đi làm rồi. Những đứa trẻ khác 13 tuổi đang tuổi ăn tuổi học. Chị thấy vậy chị có thương con không? Thương chứ. Chị có thấy buồn không? Buồn chứ. Nếu sau này con của chị mà không có... Con nhà mình biết chữ chưa? Biết dành lắm. Dành chưa? Dành. Nếu không cho con đi học vậy tương lai của con sẽ về đâu? Chị năng nỉ nó cho đi học hoài mà nói mẹ nhà khổ. Khi mà học lớp 3 nghĩ là lúc đấy mới 8 tuổi mà. Đúng rồi. 8 tuổi thì mình cái lúc đấy là mình là người phải bắt con đi học chứ không phải là mình nghe theo con được. Đúng không? Bắt nó đi học cũng đóng tiền rồi mà nó không học, không chịu học. Vậy là con bỏ đi lần này là chưa biết đi đâu về đâu. Chưa biết đi đâu. Con nhà mình có quen ai không? Không. Thấy con... ở trong nhà con có quen ai. Cái lúc đi là con ở với chị rồi đúng không? Được, ở với anh ba nó. Vậy là chị lúc đấy chị ở đâu? Ở chợ kế bên, như chợ chặt có thằng trai đó. Nó về nó ở chung đó cho nó chung. Mấy khác. Người cụ thể là nhà mình 5 mấy người? 5 người. Ừ. Mình mấy người con chị? 5 người con. Nhưng mà nó cũng ở tư viên hết. Nhưng mà bên ba nó trống á, để cho nó ngủ đỡ anh ba nó chừng nào ở bên anh ba. Ừ, ở chung với anh ba. Chị đã có người mới chưa? Chưa ha, vẫn là đang là mẹ đơn thân. Đúng. Sao mình không cho con gái nhà mình, mấy người con gái? Ba đứa gái mà được, có gia đình hết ba rồi, còn nhưng hai mà, đứa nhỏ. Sao mình không cho bé nha, bé ôm bé này, bé út hả? Bé út. Xong cho bé út ở với chị, ngủ với chị, mẹ con tình cảm hơn. Có, nhưng mà anh chị nó lu bu quá, rồi nó nhức đầu quá, nó không chịu. Lu bu là sao ta? Vậy lộn hoài vậy đó. Là chị ở với anh chị hả? Ừ. Chăm chóng ngoại hả? Không có chồng ai chân, nhưng nó ở ké đó, cỡ 1 tháng nó dọn chợ riêng vậy đó. Nó ở quê lên á. Vợ chồng nó cũng đang lịch xịch. Nhưng ở này nó buồn. Tức là chị ở chung với lại con gái và con rể đúng không ạ? Sao mình không muốn mình ở riêng ra? Tại vì nó ở đỡ với chị 1 tháng. Nó mới dọn chợ riêng tại chưa có ổn định. Em nói là chị kìa. Mẹ, tức là mẹ của bé nè. Yeah. Ý là chị ở chung luôn hay là ở chị ở riêng? Luôn. Ở chung hết. Sao mình không ở riêng ra cho cái sinh hoạt riêng tư hơn, để cho vợ chồng con gái cũng như con rể có cái thoải mái không gian riêng tư? Tại vì nó sinh ở 1 tháng lên nó chưa ổn định, nó vô màng rồi nó mới dọn chỗ riêng. Rồi con tức là trước đó là chị ở rồi đúng không ạ? Ừ. Rồi con gái với con rể với sinh ở chung đúng không ạ? Mới đây lên có mấy ngày à. Rồi thì rồi đến con gái nhà mình nó ngủ bên anh ba nó. Ngủ đỡ bên anh ba nó. Con gái nhà mình có sử dụng điện thoại nhiều không? Có. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Có. Có bao giờ nghe con gái nhà mình chat chít hoặc nhắn tin gọi điện cho ai không? Có, nhưng mà giờ chặn hết trơn rồi, nghe không? Không, ý em nói là con gái nhà mình có gọi điện cho người bạn trai, người khác giới khác không? Có bao giờ mình nghe không? Có. Mình nghe nó thấy... nhắn tin không mà, chứ không nghe nó nói chuyện, nhưng mà nó nhắn tin không? Mình biết được những gì? Nhắn tin này kia nọ thôi. Này kia nọ, này kia nọ là cái gì? Mà chị cũng không hiểu, chị không hiểu phần đó, chứ còn chị cũng không có chữ nữa. Ừ, chị có quan tâm các con của chị không? Có chứ, chị... Đặc biệt là bé út này không? Đúng rồi. Chị có hiểu được cái thời gian này con gái mình cần gì và muốn gì không? Chị có. Chị có, chị hiểu như thế nào? Tại vì cái gì chị cũng đáp ứng cho con hết trơn. Tại vì nó, cái riêng tư nó mình cũng không có tiếp xúc gì cho lắm. Ừ, không phải là cái riêng tư, tại vì bé nó còn nhỏ, mình phải kìm cặp. Mình phải kìm cặp chứ không phải là mà con muốn làm gì thì làm nha chị nha. Nếu mà con nhà mình 17-18 tuổi thì mình ít xem cái đấy, nhưng mà con nhà mình mới 12-13 tuổi, mình phải kìm cặp, mình quan sát, mình theo dõi xem con nhà mình như thế nào. Chứ mình mà cứ buông lơi, bỏ lỏng như vậy, ví dụ như con bị người ta dụ đi mất sao, đúng không? Đúng rồi. Tại vì chị cũng có kèm cặp nó, tại vì có anh chị lên bữa nay cũng cỡ 1 tuần rồi, nếu mới về bên anh ba nó ngủ đỡ. Chị đáp ứng được những gì cho con gái chị mà chị nói chị đáp ứng? Chị đáp ứng tại những gì? Tại vì nó xin đi làm, nó mẹ con đi làm, nó tiếp phụ nhà trọ cho mẹ. Với phần đỡ ra chút xíu nữa, chị mới cho con đi làm. Em là em, nếu mà em mà như chị là em không cho con đi làm đâu. Tại vì biết sao, chị suy nghĩ như là có anh ba nó bên cạnh. Tại anh nào thì anh, con nhà mình mới 13 tuổi. Hướng cho con học một cái nghề để con có tương lai. Nhà mình mấy người đi lao động chính. Lao động chính mà có riêng tư hết trơn, có mình chị là lao động chính là nuôi con. Chị làm được một tháng được bao tiền? Chị
chị mới thất nghiệp là 6 tháng rồi, mới tháng này vô mà có mấy ngày thôi. Ừ. Vậy thất nghiệp kia là ai cung cấp cho chị, ai lo cho chị? Tại vì tiền ở tài khoản chị còn. À, mình để dành ha. Để dành lại mình nuôi con. Nói chung nuôi là chị chỉ nuôi bé Út thôi đúng không? Nuôi bé Út với thằng trai nhỏ 16 tuổi nữa. Con học không? Nó nghỉ học lớp 6, nó nghỉ học rồi. Rồi trai 16 tuổi đi làm chưa? Nó cũng đi làm mà nó cũng mới nghỉ nữa. Làm lâu chưa? Nó làm mới có 1 tháng gì vậy, nó mặn chung với nhỏ em gái. Vậy đó. Trước kia là làm gì? Nó không có làm hết trơn, chị nuôi thôi. Tại sao con trai 15, 16 tuổi mà không bắt đi làm mà bé gái mới 13 tuổi mình cho em đi làm chi vậy? Chị cũng không cho đi làm. Nhưng mà tại nó ham, nó anh ba, nó anh ham ba gì mình phải đó. Phải hướng nghiệp cho con chứ, mai mốt rồi con cái nó khổ sao? Đúng không? Bây giờ chị nhìn thấy những cái bé khác 12, 13 tuổi đang còn được cha mẹ đưa đến trường đi học. Này kia mình về mình có cảm thấy mình thương con mình không? Đúng không? Thương cái chứ. Cơ sở nào mà nhận trẻ em dưới tuổi vị thành niên à? Tư nhân đúng không? Tư nhân. Tại vì làm trong đó cũng nhẹ. Thôi vậy là lần này con đi là mình không biết đi vì lý do gì. Không đi vì lý do gì mà để con buồn cái gì mà lấy ra đi. Trên cái video này chị có điều gì muốn nói với con để con về không? Chị nói đi. Nói với con là con ơi, về với mẹ đi. Có cái gì mẹ con mình hủ hỉ nhau chứ có mình mẹ buồn lắm. Mình có la dày gì con không? Không. Không. Nếu con gái có xem được cái video này của mẹ con về đây nhờ các chú đội chỉ cái Thanh Hải đi tìm con thì chú hy vọng rằng con đang ở đâu đó thì con hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Còn nếu như trường hợp con lỡ nghe theo lời ngon tiếng ngọt xúi dục hoặc dụ dỗ của các đối tượng thì con cũng nhanh chóng quay trở về. Trường hợp mà con không về được và đang bị khống chế thì con phải tìm đủ mọi cách để liên lạc với các chú qua số điện thoại 0913785858 hoặc là số điện thoại là 0908137437 để các chú có cách có hướng để mà đưa con quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình một cách an toàn nhất. Còn nếu như những cái đối tượng hoặc thanh niên nào mà đang dụ dỗ bé đi đâu làm gì và thậm chí đã và đang có ý định âm mưu ý đồ ép buộc bé làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật thì hãy nhanh chóng đưa và thả bé quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Bởi vì bé năm nay mới 13 tuổi. Chưa đủ tuổi vị thành niên. Còn nếu mà gây ra một cái hậu quả nặng nề nghiêm trọng tới bé thì chắc chắn rằng khung hình phạt rất là lớn, có thể là đi rất nhiều năm, rất nhiều mùa xuân xa gia đình. Bởi vì trong thời gian vừa qua anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đã cho rất nhiều thanh niên gọi là bóc lịch ăn cơm trại rồi. Nên hy vọng rằng là những cái đối tượng hoặc những thanh niên nào hoặc là những ai đó mà đang dụ dỗ hoặc là đang chứa chấp bé hoặc là có ý định xấu với bé thì hãy nhanh chóng thả bé về. Chị còn điều nào chị muốn tâm sự chia sẻ nữa không ha? Tại vì nghiện qua nghiện kia tính không có lỡ báo công an, nhưng mà chị chưa có báo công an. Nó nói mẹ ơi tối con về, tối về cái chờ hoài chờ tới 3 giờ tối luôn không có thấy về. Về cái rồi mình tính khi nào mình mới báo? Chưa có báo luôn rồi, thấy mấy con nó thôi mẹ lỡ báo chú rồi đi. Em nói nghe nè, mình về mình báo công an đi. Con nhà mình mới 13 tuổi à. Ừ. Chứ đâu phải 17, 18, 19 đâu mà mình không báo. Mình chủ quan, ý y quá nha. Với bà ngày qua cái nó điện về, nó về. Về cái con hoài cũng không về ngày... Bữa trước nó về, con không về, bây giờ nó chặn hết trơn rồi, chặn nít. Cụ thể là được mấy ngày vậy chị? Hả? Mấy ngày rồi? Hôm nay con đi ngày 17 á. Còn đến nay 2 ngày, 3 ngày. Nhanh đi, xong trường hợp hôm nay về báo công an liền nha. Công an nơi mình đang tạm trú ở đâu nha. Yeah. Mình có đăng ký tạm trú không? Có. Thì mình về mình trình báo cơ quan chức năng ở nơi đó ha. Rồi thì chị còn điều nào chia sẻ không? Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là một câu chuyện của một người mẹ quê ở An Giang, miền Tây sông nước, về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ vụ việc là đi tìm con. Bé thì năm nay mới 13 tuổi. Thì rất hy vọng rằng cô chú anh chị xem cái video này và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho bé một ngày gần nhất để quay trở về một cách an toàn để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và qua cái sự việc này thì hy vọng rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con nhiều hơn, hiểu con cần gì, muốn gì và như thế nào. Đặc biệt là các bé 12, 13, 14 tuổi. Thật sự tuổi của các bé đang độ tuổi gọi là phát triển cũng như là rất hiếu động, dễ bị hấp thụ cũng như là cám dỗ. Và khi mà các con em nhà mình chơi cũng như xài điện thoại lên các trang mạng xã hội thì hy vọng rằng, mong rằng các bậc phụ huynh phải có cách có hướng để kìm cặp cũng như là quan sát theo dõi sát sao hơn. Bởi vì hiện nay các bé bỏ nhà đi lý do chính là vì quen biết cũng như là bị các đối tượng trên khắp các trang mạng xã hội dụ dỗ. Nên mà rất mong rằng cái sự việc này cũng là một cái lời cảnh tình cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ xem và cũng như là có cách giáo dục quản lý chăm sóc các con nhiều hơn. Dạ rồi, thì toàn bộ thông tin chị vừa chia sẻ về tìm con có đúng với sự thật không? Sự thật. Nếu có gì sai trái? Sai trái mình chịu trách nhiệm. Trước
trước sau cũng vậy. Trước pháp luật ha. Trước pháp luật cũng vậy. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con không? Chấp nhận. Chị đồng ý không ạ? Đồng ý. Ở đây là đồng ý hay không thôi chứ không có chữ chấp nhận hay không chấp đồng nhận. Đồng ý. Bởi vì bọn em ở đây là giúp miễn phí mà. Dạ. Khi chị về đây giúp là nhờ bọn em giúp đỡ là giúp miễn phí cho chị. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ. Dạ rồi, thì cuối video này em xin phép là chào chị cũng như là chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất tin vui được con gái mình quay trở về một ngày gần nhất nha. Dạ xin phép chào chị. Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.